Hello, Hồng An chào cả nhà. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ anh em một con Neo GT 206 sườn xám. Và cái con xe này cũng là một con xe cho anh em mình chơi sưu tầm. Và cái giá cả cũng rất là tốt anh em ha. Nói chung thì Hồng An mua được những con xe giá tốt thì Hồng An cũng chia sẻ giá cũng chuẩn cho anh em chơi. Và con xe này đầu clip Hồng An xin đăng với giá là 45 triệu, bao hồ sơ, bao gửi, bao ship. Và thứ hai là bảo hành anh em một năm về máy ha. Anh em cứ đi 20.000 cây trong vòng một năm cũng được cho anh em. Và anh em nhớ ha, con xe này là áo dán keo nguyên chiếc. Và ngoại trừ là cặp phục trước là họ có sơn lại rồi nha anh em. Duy nhất cặp phục trước ha. Còn những cái phụ kiện trên xe vẫn còn nguyên, chẳng hạn như cặp kiến nè, da yên còn nè, cái cản sao còn ha. Và áo dán keo là nói chung là không có nứt bể. Nói chung chày cũng ít anh em, không có chày nhiều. Toàn bộ trên áo trên xe là đều có đắt 206 hết. Hồng An cũng đã kiểm tra rồi ha. Và anh em mình bắt đầu đi vô chiếc xe. Hồng An quay cũng tương đối là kỹ, anh em mình chịu khó theo dõi nha anh em. Đặc biệt sườn xám 206 anh em nhìn cái đát là biết anh em ha. Nó thường nằm ở đây. Và cái sườn nó sườn xám anh em. Cái chiếc xe của nó đó anh em. Hồng An thường mở cái bộ phận này ra kiểm tra cho anh em luôn ha. Nhiều khi những cái cốt máy, những cái ốc nền đó anh em. Mạch máu trái tim của nó còn chất đẹp lắm. Kiểm tra cái sườn luôn nha anh em. Chất mộc anh em ha. Lốc đẹp. Lốc là không có bắn dặm đâu nha anh em ha. Xe này chất xe cũng tươi rất là đẹp lắm nha anh em. Ốc nhái nó vẫn còn vàng vàng anh em ha. Không đến nổi. Xe này Hồng An dự đoán khoảng cỡ 40 mấy ngàn. Họ chạy 40 mấy ngàn cây nha anh em. Không hơn đâu ha. Chiếc xe này Hồng An cảm nhận cục máy, tiếng máy vàng hơi là 40 mấy ngàn là chuẩn anh em. Và nhìn theo cái chiếc xe nữa ha. Rất nhiều chỗ cho mình suy đoán nha anh em. Và đặc biệt cần số 206 thì nó cái ga nó hơi lài lài anh em ha. Không, nó không phải bị mòn đâu anh em. 206 và 207, 208 thì cái ga nó sẽ khác nha anh em. Nó lài lài ra với xe đậu anh em cũng bị xét ha. Mà áo rất đẹp, dán keo nguyên chiếc. Dán keo hết anh em ơi, keo không à. Anh em nhìn kỹ anh em ha, rất đẹp. Nói chung anh em mua xe này về khỏi cần lột cũng được, mà để cũng được nè, keo nè, mép keo nè. Hình như là còn nguyên luôn á anh em ha. Áo sống ở trong cũng vậy luôn, rất đẹp. Không có nứt bể. Cái vàng nhám đen nè, vẫn còn màu đậm lắm, không có bạc bay anh em thấy không. Chứ đi nhiều nó sẽ bị bay anh em. Cái vàng nhám của nó nè rất là đậm, một màu một à, thấy không? Trong xe thành phố 4 số một chủ mà anh em. Xe này 4 số một chủ nha. Biển số thành phố 4 số một chủ. Thì cái chức xe anh em cũng thấy cũng biết rồi anh em ha. Mà xe mà qua nhiều đời chủ thì anh em cũng cảm nhận được cái chức xe. Keo không anh em thấy không? Mét keo không à. Thì nói chung Hồng An cũng quay sơ thôi. Chủ yếu là cái chức nền ha. Cái chức máy, cục máy, máy zin, máy chất, vàng hơi sao sao anh em. Còn chẳng qua những cái vàng áo vàng nhựa Hồng An cũng xin chia sẻ sơ thôi. Chỗ nào có nứt có bể Hồng An cũng báo cho anh em ha. Mà riêng xe này là không có bị nứt bể nha anh em ha. Áo rất là đẹp. Những cái ngàm còn nguyên hết nha anh em. Dán keo, ngàm chấu còn nguyên hết. Kể cả phần dưới luôn nha anh em, thấy không? Keo anh em thấy không? Hai bên còn nguyên hết á. Không gãy ngàm nào. Đẹp. Cản zin theo xe nè, cản zin nè. Hơi bị ố chút xíu này ha. Chân còn nguyên hết trơn thấy không? Không gãy, không ngàm hết đâu. Châu. Một chủ tới giờ thì vậy là quá ok rồi anh em ơi. Vàng áo bảo quản rất là kỹ. Anh em thích thì về lọc keo ra. Thích thì cứ để ha. Tem một màu một đừng chỉ ráp anh em thấy không? Đúng đúng đời, nó không có bị chổi anh em. Nhiều cái áo máu họ thay vô á, những cái mép này nó sẽ bị lệch nha anh em. Dán keo rất đẹp ha, chanh chim vẫn còn luôn nè, chưa bạc chưa bay keo anh em. Xe này Hồng An bán đúng 45 triệu nha anh em ha, chắc chắn là sẽ không bớt rồi nha anh em. Thì cái giá này rất là tốt rồi anh em ha, bao hồ sơ, bao gửi, bao ship mà anh em. Một con xe 206 sườn xám, chức xe zin như vậy kiếm đâu ra. Nhưng mà Hồng An thì mua được thì Hồng An sẽ chia sẻ cho anh em. Anh thấy ổ khóa không? Còn keo luôn nha anh em ha. Anh em về lọc lại. Dán keo luôn.
chìa thì chỉ còn một một chìa nha, chìa này có làm mới rồi nha anh em, một chìa mới à. Một chìa zin, một chìa mới ha à. À, thấy nè, dây thắng nè, dây ga nè, tay thắng nè à, những cái nút công tắc cũng còn nguyên hết à, nút zin nha anh em ha, không phải nút mới nha anh em, cái nút zin dễ nhìn lắm à, anh em nhìn sơ hiểu liền à. À, rất là đẹp ha, không có bạc, không có bay. Trong chiếc xe đi 40.000, 40 mấy ngàn thì anh em thấy đi, nó chuẩn lắm anh em à, chỉ có những cái gù để lâu quá nó sẽ bị sét à, không tránh khỏi rồi ha. Cặp kiến zin vẫn còn màu lính anh em à, kiến zin nè à. Theo xe nha anh em ha à, thùng xe đậu mà người ta đưa cho mình luôn à, thùng xăng anh em nhìn lên à, như là còn như mới rồi đó ha, cũng có xét chỗ này thôi à, đóng tèn đóng đồ ha à, thùng xăng quá đẹp à, có chỗ lúng chỗ này chưa, hai bên anh em xíu thôi chấp nhận được anh em ha, ở sườn xám anh em quá đẹp rồi, quay xa đẹp lắm nha, em đang quay gần anh em, và mình kiểm tra chén cổ luôn nha anh em, chén cổ nè rất đẹp, chưa có dấu mở dấu xiết anh em ha, chén cổ nguyên nha, chưa ép chẳng ba, chưa mở cổ đâu, cổ khóa đẹp anh em ha, dây nhựa nó hơi dơ, anh em về xiên thì rửa nha, không anh chỉ có mở ra kiểm tra cái mặt nạ đáp, kiểm tra cái áo, kiểm tra chén cổ. Đó, kiểm tra mạch máu, trái tim, cái chất xe, chất nền thôi. Còn những ngoài ra những cái bộ phận khác thì anh em về xiên thì rửa lại. Hồng An thì chỉ có như vậy thôi ha. À, phục sơn rồi nha anh em, rất đẹp. Rất đẹp nha anh em ha. Nè, ốc 206, ốc số 10, ốc Thái nè. Thì cái đời này đời máy Thái anh em ơi ha, ốc đa số là ốc số 10 hết. Toàn bộ là ốc số 10 ha. Đó, cái đĩa anh em. Đĩa mộc luôn anh em ha. À, 40 mấy ngàn cây này quá chuẩn rồi à. Và cái vỏ này cũng thay rồi anh em ha, nhưng mà anh em về xài lại luôn, không còn thay nữa, vỏ rất là ok ha, rất đẹp, thay rồi ha, 2019 vậy đó anh em, 2019 nè, mấy năm rồi à, vẫn còn mới tinh nè à, chất mộc của nó nè, không ăn mở đèn à, anh coi nè, trời ơi đẹp. Đó, anh em nhìn cái dàn áo biết liền anh em thấy không? Đó, dàn áo trong đó nó vàng nó dơ anh em thấy không? Đó, nhìn là biết là hàng theo xe rồi. Nếu mà nó mới nó sẽ khác anh em, mới nó mới tinh nè, ốc nhái đó nè, còn vàng ươm mà hơi dơ trong nha anh em ha, quá trời anh em, về rửa lại nha anh em ha, trong là chất mộc, không chỉ kiểm tra gì thôi. Đó, áo dán kèo đẹp quá anh em ơi. Trong áo này đẹp quá, tem vẫn còn nguyên ha, chày với nó vẫn còn, cái tem nó vẫn còn nguyên, không có bị bạc bị bay. 2006 tới giờ cũng 17-18 năm rồi anh em, giữ được như vậy quá là chuẩn rồi, chứ khó khi nào giữ được bộ áo vậy lắm anh em ơi. Nói chung mình mua được xe được bộ áo là cũng là cái may mắn ha, khi áo họ thay mình cũng phải chịu nha anh em, không thể nào mà mình buộc phải có áo jean nha, mua được là mình mừng thôi, có zin thì càng tốt, mà thay rồi thì cũng phải chịu anh em, nhiều khi xe mình lựa cục máy chất mà anh em đâu có thể đòi hỏi được nó quá hoàn hảo được ha. Đế yên nè, không đúng anh em ha, da yên này, da yên zin nè, nhưng mà họ có bấm lại sợ nó bung ra anh em thấy chưa. Tây phục bô, trời ơi bô đẹp quá anh em, bô đen thui à, không có bị bạc bị bay ha. Đó, anh em xiên hay về rửa lại anh em ha, rất là dơ, ở đây cũng dơ luôn anh em, chất mộc cao su ha, xe này 45 triệu nha anh em. Đó, số 10 hết Thái mà anh em, đủ thắng bách thắng còn màu hết à, gấp đẹp ha, mà bộ phận này nó hơi sét anh em, nó bị chóc à, chóc sơn thôi nha anh em ha, không có bị mục nha anh em. Đó, anh em có để xiên thì mình đem đi dặm giả zin á, dặm nhẹ lại, phớt nhẹ lại là ok ha. Đó, chứ nó không phải là mục nha anh em, chóc sơn thôi.
thì cô Phương nó văng những cái đá lên, nó văng cát văng sình đó. Đó, cặp tay trong đẹp, trong ngoài đẹp hết anh em ha. Quá ok, lóc đẹp không có dặm tút ha. Xe này máy chắc lắm anh em ơi, đầu nồi chưa rớt máy ra như xe điện anh em, tôi quên nó nổ máy anh em ơi, bây giờ quay quên nổ máy, máy là như xe điện luôn á anh em, đầu nồi chưa rớt anh em ha. Quá trời này thấy chưa, trời ơi cái tì chống đứng nè, quá trời đẹp anh em, chất ngọc anh em. Mở đèn lên, đang nổ ha. Quay bên đây. Quá đẹp, thấy không? Treo máy mạch máu trái tim nè, chuẩn hết. Sườn luôn nha anh em ha. Cao su nè. Cao su theo xe anh em ha, cũ lắm nha anh em. Nền. Nhái vàng ha anh em ha, ti phục anh em, đó sao thay rồi nha anh em, rất là mới ha, nhìn là biết thay rồi, rất là mới, máy như xe điện, rồi máy đã quá anh em ơi, không tắt, rồi ha anh em ha, giá này mang bán là 45 triệu bao hồ sơ, bao gửi bao ship nha anh em ha, đi số thành phố 4 số, máy như đạn. Anh em chân phục nè, còn vàng ưa mất trơn anh em, chất mộc ha anh em ha, hơi khám không thôi chắc lắm anh em, rè cái yên anh em. Xe điện anh em ơi, đầu anh em quá trời, quá trời chất ngọc anh em ha, về rửa lại nha anh em, rất là dơ anh em ơi ha, ở anh em xem thì về rửa lại hết, rất là dơ ha. Quá nè. Máy đang nổ nha anh em ha. Chơi chưa anh em? Trắng ba nè. Còn như mới luôn á. Máy nè. Xe điện anh em ha. Bô luôn nha, cảm nhận nha anh em. Trời ơi cục máy. Đó, tâm ra những con xe không mang bán cho anh em mà đều bảo hành máy 1 năm cho anh em sử dụng hoặc 20.000 cây là anh em cứ đi thoải mái nha. Mua về cứ đi chứ đừng có để mà chân để ngó đâu. Nhưng con xe này thì cái giá này cũng là không phải là cao. Mua về anh em cứ cảm nhận và cứ chạy 1 năm hoặc 20.000 cây. Đi xa thoải mái luôn ha. Chứ khi nào những con xe cọp mà vài ngàn cây, mười mấy ngàn cây thì mình cảm thấy mình đi xa cũng hơi sót thôi. Thực sự là những con xe đó anh em cứ đi luôn cũng chẳng sao hết ha. Rồi ok, nói chung clip cũng tôi nói là dài rồi. Một lần nữa Hồng Anh xin nói với anh em nghe là xe này là chỉ có là sơn phục trước anh em ha. Phục trước có sơn lại rồi, còn toàn bộ áo dán keo nguyên bản hết ha. Đó. Cặp kiến còn, một chìa khóa chỉ còn một nha anh em. Và đây là cái mặt nạ của nó nè anh em ơi. Anh cũng cố gắng mở nó ra để mình kiểm tra. Keo anh em ha. Keo còn mép luôn hết.
chân cũng đầy đủ hết, không có gãy chân anh em. Vàng vàng anh em. Tát của nó đây nè. 206 anh em thấy không? Đó. Tầng thứ 2 207, coi như là cũng là 2206 rồi anh em ha. Đầu tầng đầu 207 mà. Đó, những cái hàng nó như vậy là chuẩn lắm anh em. Dán keo hết ha. Đó. Áo này dán keo nguyên chiếc luôn. Rồi ok nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip hôm nay nha. Anh em nhớ đăng ký cái kênh mới Hồng An xe máy A Còng nha. Để Hồng An luôn luôn lúc nào cũng có hai kênh tương trợ nhau. Xe máy Hồng An A Còng và Hồng An xe máy A Còng, để hai cái kênh mình lúc nào cũng tương tác, tương trợ nhau để chia sẻ phục vụ cho bà con những chiếc xe đẹp, xe chất, và chia sẻ những cái kiến thức chuẩn chất cho anh em mình chơi. Rồi, bye bye mọi người. Cảm ơn. Bye bye.